Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chơi khăm khách hàng, danh hiệu VinFast lớn nhanh hơn VinFast. Mới đây trên trang fanpage cộng đồng OFFB đã xuất hiện một tin tức phàn nàn về sự vô trách nhiệm của VinFast Việt Nam. Nội dung của dòng trạng thái này được miêu tả như sau. Đây là hình ảnh dòng trạng thái của khách hàng VinFast đăng trên OFFB. Lần cuối cùng chơi bời cùng anh bạn VinFast, những trải nghiệm kinh khủng với một người mua xe VinFast vài lần. Review chân thật nhất cho các bạn đang có ý định mua xe. Em đặt mua xe VinFast từ xe xăng qua xe điện, bao nhiêu cái hợp đồng thì ngần đấy lần bị lừa bởi dealer là những chính sách bán hàng của VinFast. Xe xăng chốt như đinh đóng cột với khách hàng phân bổ kịp để chạy thuế, xong quá ngày hẹn giao xe 2 ngày, gọi cho người bán hàng thì hỏi chị là ai, chị không có xe đâu, cọc cầm của khách hàng gần 2 tháng thì im rẻ. Xe điện thì vào ngày 8 tháng 9 gọi điện báo khách là ngày 10 tháng 9 nhận xe, báo khách hàng chuẩn bị gần 900 triệu đồng trong vòng 2 ngày. Tối ngày 9 tháng 9 khách gọi điện vẫn ok, đến gần đêm thì gọi điện nói anh chị không có xe đâu. Khách hàng rút tiền ngân hàng, mất lãi, ôm cục tiền hơn 2 tháng, mòn mỏi đợi mới giao xe. Mang tiếng tiên phong ưu đãi nhưng thật ra giờ thành lứa chuột bạch tận thu, trải nghiệm đủ thể loại lỗi với quả xe giá lịch trên. Gọi trên tổng đài đến tiền triệu mà tiền điện thoại vì xe mắc lỗi liên tục, vừa mất tiền vừa mưa bực mình vào người. Xong đến quả cho khách tiên phong áp voucher thì hạn cho 1 tháng, trong đó mất 10 ngày Tết, đúng lúc voucher khan hàng, cò đẩy giá leo theo từng phút, bỏ tiền ra mua còn như đi xin, hội cò voucher này. Nhắn tin, gọi điện, cò không thèm tiếp luôn, giá voucher từ 120 triệu đẩy lên 180 triệu. Ngày 15 tháng 2 hết hạn, áp cho khách tiên phong, và ngày 16 tháng 2 thì Vinhomes xả voucher. Voucher về 110 triệu, một sự tình cờ có chủ ý. Chính sách bán hàng hãm nhất quả đất em từng thấy, khách hàng mua xong, quả xe chả khác gì bị bịp. Tạm biệt và không bao giờ hẹn gặp lại anh bạn VinFast. Đây là hình ảnh, xe lỗi bị triệu hồi là bình thường, tuy nhiên nếu không tôn trọng khách hàng thì lỗi sẽ bị xé ra to. Đấy là dòng trạng thái của khách hàng tiên phong. Khách hàng tiên phong móc hổ bao ra mua ủng hộ VinFast thì bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Các doanh nghiệp chân chính luôn xem khách hàng là thượng đế, trong khi VinFast xem khách hàng là người cầu cạnh họ. Họ xem nhẹ khách hàng, thao túng truyền thông, thậm chí nhiều lần gài bẫy khách hàng tiên phong, vừa mua hàng đắt vừa mua hàng lỗi, rất khổ sở. Đây là ý kiến phản hồi của rất nhiều khách hàng tiên phong, chứ không chỉ một mình khách hàng này. Hiện nay, hãng xe hơi VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đang bị nhiều người đặt cho hỗn danh không mấy tốt đẹp, đó là VinFast. Ý của họ là VinFast nói phét về sản phẩm của họ, nói phét về những chế độ ưu đãi khách hàng, vân vân. Nguyên nhân xuất hiện hỗn danh này là bởi cách quảng cáo thiếu trung thực, họ nói một đường, làm một nẻo, rất đặc trưng của chính quyền Cộng sản. Nếu người dân dùng câu nói của Nguyễn Văn Thiệu, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm, để chỉ thói gian trá, nói một đường, làm một nẻo của chính quyền này, thì khổ chủ của VinFast dùng từ VinFast để chỉ VinFast cũng có ý tương tự như vậy. VinFast muốn xóa nickname xấu mà người ta đặt cho mình thì chỉ có thể trung thực, tôn trọng khách hàng và bán cho khách hàng sản phẩm đúng như những gì đã quảng bá. Nếu không thì hỗn danh VinFast sẽ sớm lớn mạnh dần dần và nó sẽ lấn át tên gốc là VinFast mà ông Phạm Nhật Vượng đã đặt. Đây là hình ảnh không hiểu ông Phạm Nhật Vượng kinh doanh bằng thứ triết lý như thế nào, sao mà bền vững cho được với tình hình như vậy. Cứ chơi khăm khách hàng như thế này, không sớm thì muộn VinFast sẽ đánh mất khách hàng và mang thêm tiếng xấu. Nếu làm tốt thì hữu xạ tự nhiên hương, sẽ ngày càng nâng tầm thương hiệu. Còn nếu cứ bẫy khách hàng thì tiếng xấu cũng lan tỏa và chính nó sẽ giết chết thương hiệu. Không biết ông Phạm Nhật Vượng làm giàu bằng cách nào mà sao ông lại coi nhẹ việc xây dựng thương hiệu đến thế. Ở Việt Nam, dù là dựa hơi chính quyền thì cũng không thể coi thường khách hàng, lợi bất sẽ cập hại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin chơi khăm khách hàng, danh hiệu VinFast lớn nhanh hơn VinFast.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính dí cá mập, vượng Vin nháo nhào tìm lối thoát. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2023, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã làm việc với phía doanh nghiệp và kết luận không ai giải cứu ai, bất động sản phải giải quyết những khó khăn chính mình gây ra. Hiện nay, thị trường bất động sản đã đến hồi không thể sửa chữa được nữa, cứ tranh nhau đẩy giá kiếm lời, làm giá nhà đất để ở giờ không còn nằm trong tầm với của người dân. Chính những nhóm lợi ích ngành bất động sản đã gây ra 8 vấn đề của thị trường này, mà nếu không để cho những doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm thì không thể chấn chỉnh lại giá nhà đất như hiện nay. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang dí cá mập. Đất nước nào muốn phát triển bền vững thì cũng cần phải đầu tư vào ngành nghề có hàm lượng chất xám cao, có làm ra của cải vật chất cho xã hội. Đằng này, bất động sản ở Việt Nam thì nhiều khi không phục vụ đời sống dân sinh mà chỉ phục vụ thành phần buôn đất để kiếm lợi. Người dân thì không có nhà để ở vì giá nhà đất quá cao, còn nhà đất trong tay những con buôn thì bỏ hoang, rất lãng phí. Có rất nhiều người mua bất động sản rồi bỏ hoang và đợi giá lên. Nhà đất như vậy thì gây lãng phí tiền của xã hội rất lớn. Trong nhóm doanh nghiệp bất động sản, người ta thấy Novaland của đại gia Bùi Thành Nhơn cũng đang hấp hối. Novaland là công ty hốt rất nhiều vốn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán để làm nhà và đẩy giá lên cao rồi bán đi. Thị trường bất động sản giờ đây đang đóng băng và không có hy vọng hồi phục bởi giá nhà quá cao, làm sao người dân có đủ tiền để mua cho được. Đây là hình ảnh giấy phép cấp rồi lấy tiền đâu ra mà đốt đầy. Có thể nói Novaland đang như con bệnh ung thư giai đoạn cuối, rất khó để chữa trị. Việc ông Phạm Minh Chính tuyên bố thẳng thừng như thế là thêm một đòn giáng vào đại gia Bùi Thành Nhơn. Cộng tác viên của Thời báo.de sau khi khảo sát một số người ở Việt Nam, những người có theo sát thị trường bất động sản hiện nay, thì phần nhiều đồng tình với cách làm của ông Phạm Minh Chính. Cần phải đánh mạnh vào những con cá mập này, chứ không thể để nuông chiều nó mãi được, để rồi nó lại dở trò làm giá bất động sản, đẩy người dân vào thế vô gia cư. Cùng chung trong nhóm khóc than với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn có Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng. Một người am hiểu về kinh tế cho biết như sau: nhìn bên ngoài thì Vingroup vững hơn Novaland, tuy nhiên mạnh hơn đấy theo kiểu to thuyền lớn sóng mà thôi. Thực tế Vingroup cũng đang rơi vào tình cảnh cậy không ra tiền như Novaland. Có thể có sức chịu đựng của Vingroup mạnh hơn Novaland, và nếu có sụp thì cũng có thể Vingroup sẽ sụp sau Novaland. Vấn đề của ông Phạm Nhật Vượng là cần phải cậy đâu cho ra tiền để VinFast đốt tiếp. Hiện nay cũng có tin giấy phép xây nhà máy VinFast tại Mỹ đã được cấp. Vậy tiền ở đâu ra mà xây đây, trong khi đó VinHomes của ông Phạm Nhật Vượng đang tồn kho tới 66.000 tỷ đồng, tức là tương đương với 2,7 tỷ đô la Mỹ. Trước đây, ông Phạm Nhật Vượng cứ nghĩ là nhà đầu tư ngây ngô dễ dàng góp vốn vào VMI để cho ông lấy được tiền mà xoay vòng vốn. Tuy nhiên, tờ Thời báo.de cảm thấy đây là chiêu dụ người dân góp hụi trồng Vượng, nên cũng có nhiều bài phân tích rủi ro cho nhà đầu tư được biết. Và đến đây, theo những thông tin chúng tôi có được, ông Phạm Nhật Vượng huy động vốn qua VMI không được như mong đợi. Đây là một khó khăn rất lớn vì VinFast đang cần rất nhiều tiền để đốt. Đây là hình ảnh bài toán lớn nhất của ông Phạm Nhật Vượng là tiền ở đâu đây? Tại Việt Nam thì ông Phạm Nhật Vượng chính đã bị ông Phạm Minh Chính giáng một đòn chí tử vào các hoạt động bất động sản. Tại Mỹ thì VinFast đang cần tiền để đốt cho nhà máy sản xuất xe điện. Vậy bây giờ ông Vượng chỉ còn trông đợi vào kết quả IPO trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên cho đến nay VinFast vẫn chưa nhận được thông tin tích cực nào từ kế hoạch IPO trên thị trường ở đây. Vượng Vin đang cố tìm lối thoát, nhưng thoát đường nào thì vẫn chưa thấy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Thủ tướng Phạm Minh Chính dí cá mập, Vượng Vin nháo nhào
tìm lối thoát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de